Xin chào các bạn quay trở lại với vlog của Yêu Máy Bay. Và hôm nay là chủ nhật thì Yêu Máy Bay sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn trong tuần qua. Và cũng theo yêu cầu của một số bạn thì mình vẫn mặc áo hồng nha, phải chăm sóc để mặt đó. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Vinh Cơm Hến. Bạn hỏi là Airbus A350 và Boeing 787 của Vietnam Airlines thì khai thác trên những chặng nào? Tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350 và Boeing 787 của Vietnam Airlines hiện đang được khai thác trên nhiều đường bay từ nội địa cho đến Đông Bắc Á, châu Âu và châu Úc. Gần nhất là hai loại tàu bay này được khai thác trên đường bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng với Boeing 787, Vietnam Airlines khai thác tàu bay này trên các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi London, Anh, Frankfurt, Đức, Narita, Nhật Bản, Sydney, Úc. Riêng từ thành phố Hồ Chí Minh thì có khai thác Boeing 787 đến Melbourne, Úc. Từ Hà Nội thì Vietnam Airlines có khai thác thêm Boeing 787 đến Osaka, Nhật Bản và Bắc Kinh, Trung Quốc. Với Airbus A350, Vietnam Airlines khai thác các chuyến bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Paris, Pháp, Incheon, Hàn Quốc. Riêng từ Hà Nội, Airbus A350 có bay đến Haneda, Nhật Bản và từ thành phố Hồ Chí Minh có bay đến Osaka, cũng Nhật Bản. Mẹo nhỏ, khi đặt vé trên trang web Vietnam Airlines, click vào số hiệu chuyến bay để biết mình sẽ bay với loại tàu bay nào. Yêu Máy Bay cũng đã có vlog số 50 hướng dẫn chọn loại tàu bay. Các bạn hãy xem lại nhé. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Trung Tiến Trần. Bạn hỏi về thẻ ASEAN của AirAsia. Thì về vấn đề này thì là Yêu Bay cũng đã làm một vlog về vấn đề rồi, nhưng mà tiện đây bạn hỏi thì là Yêu Bay trả lời luôn. Bạn hỏi rằng là bạn có thể đổi hết số điểm trong thẻ ASEAN để bay một chuyến bay hay không, hay là các bạn phải đổi từng điểm để lấy nhiều chuyến bay. ASEAN Pass của AirAsia có hai loại là 10 điểm và 20 điểm. Bạn không thể đổi hết sạch số điểm để lấy một chuyến bay, mà phải đổi thành nhiều chuyến nhỏ. Chuyến bay dưới 2 tiếng đồng hồ, bạn sẽ cần 1 điểm để đổi. Chuyến bay trên 2 tiếng đồng hồ là 3 điểm. Riêng với chuyến bay nội địa Indonesia thì chuyến bay dưới 2 tiếng cần 3 điểm và chuyến bay trên 2 tiếng cần 5 điểm. Các bạn có thể xem lại vlog số 24 của Yêu Máy Bay nói về thẻ ASEAN của AirAsia nhé. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Lầy Lội, bạn như tên làm nhớ đến bạn hỏi là bạn có cái thẻ bông sen vàng của VNA và nếu mà muốn vô phòng chờ hạng thương gia thì bạn có thể dẫn thêm một người nữa vào được hay không, và dẫn vô tức là dẫn free đó. Thẻ vàng của Vietnam Airlines cho phép chủ thẻ và phòng chờ hạng thương gia của các sân bay quốc nội và quốc tế nếu bay với Vietnam Airlines và các chuyến bay liên danh với các hãng đối tác. Với thẻ vàng, bạn không thể mời thêm người đi cùng vào miễn phí. Bạn chỉ có thể mời khi có thẻ bạch kim của Vietnam Airlines. Để có thẻ bạch kim, bạn cần đạt đủ 50 chuyến bay xét hạng hoặc 50.000 dặm xét hạng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mua vé vào phòng chờ cho người đi cùng ở một số sân bay. Bạn có thể xem lại vlog số 30 về các cách vào phòng chờ hạng thương gia nhé. Thì chúng ta sẽ đến với một cái loạt các câu hỏi tiếp theo, tạm hỏi là về cái gọi là góc tò mò đi. Đây là gồm group 3 câu hỏi của bạn Nguyễn Tuấn Linh, là bạn hỏi làm sao làm video giới thiệu toàn bộ member của Yêu Máy Bay. Thì cái này là ok. Và câu thứ hai là của bạn đâu rồi? Bạn Trần Nguyễn Tuấn Kiệt, thì bạn hỏi là công việc ngoài đời của các anh là làm cái gì. Và một cái của bạn Hùng Huy, đúng rồi. Bạn Hùng Huy thì muốn Yêu Máy Bay giới thiệu studio để quay cái vlog, tức là cái khung cảnh xung quanh này nè. Cái phòng này thì rất là bừa bộn, các bạn chỉ có giá sách là trông nó đẹp nhất thôi, cho nên là ở Yêu Bay cũng không có cảm thấy tự hào gì khi mà khoe là một cái studio mà đằng sau ở dưới rất là bề bộn. Nhưng mà các bạn yên tâm thì Yêu Bay hứa là tới số vlog thứ 100 thì Yêu Bay sẽ là một clip giới thiệu về các thành viên của Yêu Máy Bay, về lịch sử ra đời của Yêu Máy Bay cũng như là những cái nơi mà chúng tôi đã quay vlog. Muốn nói từ bây giờ lắm rồi nhưng mà phải nhịn nó, tại phải tìm lại. Và sau đây là một cái câu hỏi của ba bạn, tức là ba bạn hỏi câu hỏi giống nhau, đó là bạn Đức Hiếu Phạm nè, bạn Hải Nguyễn và bạn Phan Si Trần. Thì ba bạn hỏi là cái việc đổi chỗ trên máy bay có thể thực hiện được hay không. Tức là có bạn như bạn Đức Hiếu Phạm thì hỏi là
lúc mà check in thì là cái cô check in cô không sắp cho bạn ngồi ở đầu máy bay hay là ghế cửa sổ hay sao đó, nhưng mà lên máy bay cũng đổi được không. Rồi bạn Hà Nguyễn thì hỏi câu hỏi liên quan đến cái đoàn, ví dụ đi du lịch theo đoàn thì là có ngồi ghế này cái kia thì lên máy bay đổi được không. Và bạn Phan Sinh Trần thì hỏi là ví dụ như bạn và mẹ bạn đi cùng với nhau nhưng mà sắp ghế cho mẹ bạn ngồi ở cửa sổ, bạn ngồi giữa kế bên nhưng mà bạn lại muốn ngồi kế cửa sổ thì có đổi được hay không. Thì mình xin trả lời là hoàn toàn có thể đổi được. Tức là sau khi chúng ta lên máy bay, chúng ta nếu mà ổn định chỗ ngồi rồi thì chúng ta có thể thỏa thuận cái việc đổi chỗ với cái người mà chúng ta cần đổi, xem nếu mà hai bên đồng ý thì hoàn toàn có thể đổi chỗ được. Với lại có một cái lưu ý nữa là đối với một cái số hãng hàng không giá rẻ thì những cái chỗ ở hàng đầu hay những cái chỗ mà ngay cửa thoát hiểm thì là những cái chỗ đó người ta đã trả tiền rất là cao để người ta có thể ngồi đó. Cho nên các bạn không muốn đổi chỗ ngồi những vị trí đó thì các bạn nên hỏi tiếp viên và nên hỏi những người ngồi cạnh đó. Và nhất là cái ghế cạnh cửa thoát hiểm thì không phải đối tượng nào cũng có thể ngồi được. Và các câu hỏi tiếp theo thì sẽ liên quan đến hãng hàng không Jetstar và Jetstar Pacific. Thì bạn Xin Yu bạn hỏi là Jetstar có Boeing 787 hay không? Thì mình sẽ trả lời với bạn là Jetstar Airways, tức là công ty mẹ của tất cả các Jetstar còn lại, thì Jetstar Úc đúng không? Đúng rồi, còn là Jetstar của Úc đó, thì sẽ có Boeing 787 và cũng bay đến Việt Nam, và khai thác chặng Sài Gòn Melbourne hoặc là Sài Gòn đi Sydney tùy ngày. Còn một câu hỏi tiếp của bạn Anh là Jetstar Pacific là của nước nào? Thì cái này Airway cũng đã từng nói đến rồi, là Jetstar Pacific là một công ty con của Jetstar Airways, nhưng mà Jetstar Pacific là của Việt Nam. Liên doanh giữa Jetstar Airways với lại Pacific đó là trước đây. Còn bây giờ thì hiện giờ là Jetstar Pacific bao gồm 70% cổ phần của VNA và 30% của Qantas. Nói chung là nó hơi phức tạp xíu. Nói chung là của Việt Nam. Nói chung là nè, là gì đấy. Rồi. Và bạn Xuân Thủ bạn hỏi là bạn muốn Yêu Máy Bay làm về du lịch Nga, làm một cái vlog về du lịch Nga. Thì Yêu Bay hứa với các bạn là cuối tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 thì Yêu Bay sẽ có một cái vlog về cả trải nghiệm hãng Aeroflot và du lịch Nga, nói chung là tất tần tật về nước Nga. Rồi trong vlog M9 số thứ 3, bạn Nam Nguyễn có hỏi là chúng cũng yêu cầu một cái yêu cầu Yêu Máy Bay là làm vlog về cách đăng ký và các quyền lợi của thẻ bông sen vàng Vietnam Airlines. Thì ra đây cũng là một cái chủ đề mà Yêu Bay đã lên kế hoạch làm, nhưng mà các bạn hãy cho Yêu Bay thời gian, bởi vì là có quá nhiều chủ đề và chúng tôi phải sắp xếp làm từng chủ đề một. Và lại thêm một yêu cầu nữa của bạn Huy Tạ, bạn yêu cầu Yêu Bay làm vlog về Honda Jet. Thì cái yêu cầu này của bạn là có lẽ là trong tầm tay đó đúng không? Để suy nghĩ, để xem làm được không, nhưng mà sẽ cố gắng. Nếu mà được chắc chắn chúng mình sẽ làm để có thể cho các bạn trải nghiệm được bên trong, bên ngoài và nói chung là trên tay cái Honda Jet của Honda. Okay. Và đó là tất cả những câu hỏi của tuần này và hy vọng các bạn đã được giải đáp phần nào những cái thắc mắc của mình. Và đừng quên là nhấn subscribe vào kênh của chúng tôi nhé. Và like fanpage của chúng tôi trên Facebook nữa. Và nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn hãy cứ tiếp tục gửi cho chúng tôi. Có thể là chúng tôi sẽ không trả lời hết trong vlog được, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng trả lời ngay bên dưới những comment bên dưới của clip này. Và đừng quên là hãy bấm cái chuông đúng không ạ? Bấm cái chuông để subscribe để mỗi khi mà có vlog mới thì các bạn sẽ được thông báo ngay lập tức. Và bây giờ thì xin chào.